Chào mọi người với diễn đàn nha. Mọi người nghe nghe cái tiếng có rõ. Chào Quỳnh Lâm Thời, trời ơi, lâu quá mới gặp em. Hello mọi người, có nghe rõ không? Cho tín hiệu coi. Anh thấy nghe rõ không anh? Mình nghe tốt. Ok anh. Rồi, ok. Thôi để tôi. Rồi, ok. Thì hôm nay hai ông già này cũng lên coi như là tán dóc, với lại cũng đại khái là cũng nói chuyện vui với lại mọi người. Anh ơi, Gì? gần ngày lễ gần ngày lễ độc lập Hai rồi, chín 2 hả tháng anh? 9. Với lại nó có nhiều chuyện, nó hơi hài hước, nó vừa hài hước mà nó cũng vừa vui vui. Chuyện gì vậy? Tự nhiên bây giờ nó có một cái phong trào gọi là đu trend gì đó ở đại khái là vẽ cái cờ trên nóc Đúng rồi, nhà. À, đúng rồi. mà bây giờ nó lan rộng ra và rất là nhiều, tức là tính tôi coi trên mạng thì tôi thấy hình như là nó đâu ở Thanh Hóa rồi nó xuyên qua tới Nghệ An rồi, hầu như bây giờ nó cứ truyền truyền các tỉnh thành ra. Bây giờ cái nếu mà mình nhìn á, mình không có đi, nhưng mà nếu mình nhìn trên máy bay xuống á thì hình như đất nước Việt Nam mình phía Bắc là trên một màu đỏ đỏ rực luôn, một màu đỏ rực luôn đó anh. Cái đó là nó khởi đầu từ cái làng gì, để tôi biết hôm qua có viết cho một cái làng gì ở Vĩnh Vĩnh Phúc á, ở cái tỉnh Vĩnh Phúc của tôi, từ cái làng đó hôm qua tôi có coi ở đây này, Thế à? ở cái làng nó khởi đầu từ cái huyện Tam Dương Vĩnh Phúc, thì nó khởi đầu như vậy, có cái thằng cha xây căn nhà cho bố mẹ rồi nó thấy tại vì cái tường cái mái của nó xài bằng tôn màu đỏ, ông nghĩ sao cái ông Ông chơi đỏ một cái ngôi sao vàng vô đúng là thành cái cờ rồi, rồi đúng đúng rồi. rồi Đã, đúng ý là nói rồi là đầu tiên là nó lại như vậy, nhưng mà đúng rồi không ngờ nó đúng cũng có một cái gì đó mà cảm thấy là nó thể hiện cái lòng yêu nước, anh thấy không? Thì nó bùng phát, anh thấy rõ ràng cái người dân Việt Nam mà nó có những cái mà hầu như là ai bất cứ một cái gì mà nó đụng chạm tới đất nước á, thì con người ta dễ dàng bị nó bùng phát lên rất nhiều. Thế thì cái mình thấy cái đó mình cũng vui và mình cảm thấy mình thấy tự hào, đó là những người con của đất Việt mình. Nó thẳng thực sự là mình thấy mình thích để cái tôi cũng tính kêu bả sơn cửa sắt đi mà chưa được khó rồi Tôi anh vẫn ở trong hồ thành phố Hồ Chí Minh chưa chưa nó cũng đua trên, nhưng mà đại khái là nó có chuyện gì giỏi giặt chứ còn chuyện chưa chưa thấy tới chưa đúng chưa chưa tới chưa tới không? còn cái xe của tôi á, còn cái xe của tôi nói là tôi nhớ cái xe này như tụi nó đi dẫn đoàn nó hay lấy cái xe đó để nó dẫn đoàn lớn nhỏ vậy. Thì ở trước cái xe, ở bánh trước á, nó có cây giống như gắn lá cờ lên để chạy anh. Tôi đi kiếm cái đó mà tôi mua chưa ra đó, khổ vậy. Mình cũng ham vui, tại bọn trẻ như thế nào, cái nhiệt huyết của nó như thế nào thì mình cũng ăn theo cho Đúng rồi, nó có tinh thần khí thế, nó có sức khí thế. mình ăn ké theo mấy người trẻ, mấy Đúng anh rồi, họ nó đúng rồi. nhiều sức hơn mình. Đúng rồi, Đúng tôi rồi anh. anh nói cái lá cờ là tôi nó cũng thiệt trời thương, tôi mới lo cho cái thân của tôi, tự nhiên tôi có cái lá cờ phía sau tôi, bao giờ từ giờ trở Đúng đi rồi. nữa thẳng thắn như vậy đây. Đúng Từ rồi. trước giờ mình để nó quang nghiêng quang bên, cái tự nhiên nó ai nói mình cái mình để lại nó thẳng thắn, mình ấy lại giờ nhìn thấy có phía sau nó có cái là Rất là hay, rất là cái vui, rất là vui. là cả Việt Nam nó cũng như là con người Việt Nam vậy, nó Vâng. rất là giản dị, một ông sao, một cái Dạ. nền đỏ vậy thôi. Dạ, đúng rồi. Tất cả mọi người đều là những cái gì rất là cũng có cái đặc biệt của họ, một ông Đúng sao. rồi. Cái vị cái nhân vị cái nhân nhân vị của người Việt Nam ở trong Việt Nam rất là rõ ràng, mỗi người có một cái vị trí của họ. Ok, anh nói đi. Hôm nọ hôm qua mình nói chuyện gì thôi, bây giờ mình ở Mỹ mà nói chuyện Mỹ Rồi, anh nói chuyện Mỹ trước đi. ok Rồi, rồi tôi tiếp lời anh là lý do chỗ này nó ở Việt Nam mình nó cũng có những cái mà mình cũng phải đề cập tới, thì bởi vì nó liên quan đến cái tình hình thế giới anh. Thì có nghĩa là như vậy, có nghĩa là sau những cái biến động của chính trị thế giới thì mình mới thấy một cái điểm như vậy, từ Bangladesh nè, từ Myanmar nè, rồi từ những cái đất nước mà coi như là nó có những cái hiện tượng mà coi như là cách mạng màu đấy.
Mình nói thẳng một cái điều như vậy, cách mạng thì ở Việt Nam mình nó có cũng có phôi phai hoặc là nó nhen nhúng đẹp thế vậy, thì những cái hiện tượng được báo chí, được cư dân mạng truyền tải nhau, thì ở nó có dính líu tới một cái số trường hợp ở một cái trường đại học Fulbright ở Việt Nam mình, thì có một cái bà Đàm Bích Thủy gì đó, bà lên bà phát ngôn, chắc là lẽ cái điều đó mình cho rằng bà lỡ miệng hay là cái tư tưởng bà không biết, nhưng mà nó nói lên một cái điều là hầu như người ta khẳng định, người ta những bọn trẻ nhà ta coi như là đã khẳng định cái trường đại học Fulbright đó là lò đào tạo phản động. Là bởi vì sao? Là bởi vì anh thấy rõ ràng, anh nhớ cái năm nào, cách đây mấy năm là thằng Hồng Kông không, cũng đứng đầu cũng là một thằng sinh viên, Bangladesh cũng là một đám sinh viên, rồi Myanmar lật đổ cũng là một cái đám trẻ, nhà bọn trẻ, cái là nó nổi dậy, nó rồi lật đổ để thấy thời rồi. Cái đó là mình, cái này tôi đã nói trước từ lâu rồi, mấy năm mà chứ không phải mới đây, nhưng bây giờ mà thấy nó càng ngày nó càng rõ rệt hơn, nó càng rõ rệt hơn, là bởi vì nó cứ len lỏi vào học đường nè, rồi nghệ thuật nè, rồi sân khấu nè, rồi tới cái ca nhạc nè, rồi tới văn hóa nè, rồi tới giáo dục nè, anh thấy là cái gì nó len lỏi cái chút cái chút cái chút chút, và thậm chí mới nước gần đây hầu như là có cái chuyện mà tôn giáo này nữa, và tôn giáo này bằng chứng là cái ông Thích Minh Tuệ mình viết gì đó đại khái vậy. Ý tôi muốn nói một cái điều nè, có nghĩa là họ cố tình tạo ra một cái gì mà gây sự chú ý của quần chúng càng đông càng tốt, và họ sẵn sàng thổi bùng lên. Thí dụ như một anh chàng kẹo kéo quýnh lộn ngoài đường, nhưng mà họ không cho dập tắt, có nghĩa là cái đám đông kéo tới thì bên này bên A bên B kéo tới thì người ta muốn thổi bùng lấy, giống anh nhớ hồi xưa mình nhà quê mình có bếp nó có cái ống mà để thổi lửa không, Lửa. đánh được đó lửa cứ thổi lên, càng thổi chừng nào cho nó bự lên chừng nào thì càng tốt, và khi đủ điều kiện đủ số người thì họ bắt đầu họ chuyển hướng. Anh nhớ cái vụ 100 một, anh không biết cái có nhớ không, năm 2018 thì ở Bình Thuận nó có một cái chuyện rất ư là buồn cười đó, cây cá cảnh gì đó đó làm cũng loạn lên, thì nhưng mà kỳ này thì đất nước mình hoặc là người dân mình để tôi nghĩ là chắc là họ đầy đủ kinh nghiệm và họ đã ứng phó một cách đó rất là tuyệt vời, và họ đã dập tắt được những cái mà tôi theo tôi nghĩ đó nha, họ đã dập tắt một cách rất là êm ái, và hầu như cái cách dập tắt của họ, thậm chí người chủ động làm đó cũng không làm được gì, có nghĩa là họ tự động họ tàn phai. Thì bây giờ mình nói một cách khác, mình người dân trong nước mình cảm thấy mình lo sợ bất an những cái mà nó xảy ra, và con cháu mình hầu như nó không biết, là bởi vì những người lớn tuổi như mình thì họ không đầu độc được, họ không dẫn dắt được, không sợ mũi được, nhưng mà cái đám học sinh đó, thì họ là một tờ giấy trắng, cho nên vì đó họ muốn nhồi nhét vào đó, họ muốn coi như là cái như là để cái nào đã phá về lịch sử, chống đối những người thần tượng để khá như vậy, coi như xóa nhòa giữa cái để chê để chi để họ bọn trẻ họ nghi ngờ về lịch sử cha ông ta để lại, họ không hiểu là đất nước Việt Nam bây giờ hai miền Nam Bắc mà sum họp một nhà, đất nước Việt Nam mình còn còn liền một dải là công của những người anh hùng mà đổ máu từ Nam cho tới Bắc đại khái như, nó trải dài cả một cả trăm năm hơn nữa, cả ngàn năm nay, nhưng mà mình nói để nói vậy thôi thì ra mình thấy là hình như cái hiện tượng này cũng không qua mắt được nhân dân anh, có nghĩa là tôi nói trước hại là 100 triệu cái camera chạy bằng cơm mà nhúc nhích cái gì là người dân biết, coi vậy mà không phải vậy, người dân Việt Nam tôi nghĩ là không bao giờ bị, đại khái là không bao giờ bị cái vết xe đổ của những cái đất nước mà bị tàn phá bởi cách mạng nào, mình nói thẳng là như vậy. Ok anh Anh nói cái chuyện đó thì mình biết ngay á. ừ Thì trước nhất là mình phải nói là người Mỹ ấy, họ có một cái nền giáo dục rất là hữu hiệu, thật là tuyệt đối. Năm 1980 mùa hè tôi đi đi du lịch từ Colorado qua đến San Diego này, rồi tôi đi vô cái SeaWorld, là cái chỗ đó nó cái trại, cái vườn đó họ mở ra, thì trong đó mình có qua một cái show, là show của mấy con cá voi, à, của mấy con cá cái heo Cái học heo. trò làm xiếc. Thì tại mình muốn qua cái show này đó là tại vì trước năm 1975, khi mà mình còn Việt Việt Nam còn chiến tranh, thì lâu lâu mình có nghe được những cái
bản tường trình nữa, là lâu lâu người ta nhìn ở những cái cửa biển chung quanh những căn cứ hải quân của Mỹ, lâu lâu người ta tìm thấy những cái xác của những người đặc công Việt Cộng chết ở dưới nước rồi nổi lên mặt nước, và nơi đó, và khi mà người ta khám cái xác đó thì người ta thấy là bị một cái vết cắn, một vài những cái vết cắn là ngay ngay cái cổ của cái người đặc công đó, đặc công biên cộng Ta không nước, ta đặc không công nước. nước. Thì rồi người ta nói, rồi mình lại nghe thêm là đó là những con cá heo mà hải quân Hoa Kỳ đã huấn luyện để canh giữ một phần, góp một phần canh giữ những cái an ninh cho cái căn cứ hải quân của Hoa Kỳ trên Việt Nam ở Đà Nẵng. Thì đó là lần đầu tiên mình nghe thấy cái chuyện mà người ta huấn luyện cá Có heo vụ đó, có đấy. vụ đó ngày xưa có. Thế thì đến năm 1980 ấy, mình xin cái tôi ở đây này, cái SeaWorld ở chỗ này này, thì tôi đi quay cái đó này, thì quay xong hết cái show đó, đó thì tôi quay ra tôi nói với người bạn của tôi, mấy người bạn sinh viên thôi, tôi nói là con cá heo mà nó dạy được như thế này thì là có con người nó muốn dạy người ta thành cái gì thì nó đều dạy được cả. Mà mình nghĩ là họ có một cái nền giáo dục rất là hiệu quả. Bây giờ anh nói chuyện Nó thì theo tôi nghĩ là nó cũng dễ thành, mình đơn cử thí dụ trong một cái xóm đi, cái anh chàng mà có tiền giàu có, mình nói đơn sơ là mình họp tổ dân phố, mình họp 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 trong tổ phố đi, cái anh chàng mà chạy xe ôm chắc chắn là nói trong tổ dân phố ít khi nào nghe, nhưng cái anh nhà giàu của trong cái tổ dân phố đó họ nói là đương nhiên dân họ nghe. Nó chỉ là anh ấy nói một cách khác nữa là anh chàng Mỹ này, bởi vì anh có tiền, anh có giàu có, cho nên là khi cái anh lời nói anh cũng có hiệu lực. Khi anh nói là giống như kiểu như anh ban phát vậy đó, cho nên ra người ta cảm thấy người ta, mặc dù nhưng mà nói gì vậy thôi, nhưng thực chất là bởi vì cái đất nước Việt Nam mình nó cũng quá nhiều cái sự đau khổ, và họ đã có những cái kinh nghiệm xương máu rồi, vì sơ xảy ra cái chuyện nó đã xảy ra. Chỉ họ chỉ lôi cuốn được những cái phần tử gọi là siêng ăn ngắt làm mà thôi. Mà mình chỉ sợ nhất là bây giờ họ xóa bỏ, làm một cái chương trình họ xóa bỏ cái vai trò lịch sử của đất nước mình, có nghĩa là những bọn trẻ bây giờ nó không cần biết lịch sử. Và thậm chí tôi rất là nhục, tôi coi được, mà anh biết cái thằng là ở hôm trước tôi có đưa cho anh một cái clip mà của một anh chàng Palestine tên là Salim Salim anh à bây giờ anh đang sống ở Hà Nội, anh làm việc rất là nhiều tiền. Anh mới cầm một cái micro, anh đi phỏng vấn, anh nói bằng tiếng Việt, anh đi phỏng vấn những người sinh viên trẻ hoặc là những bọn trẻ ở Việt Cộng ở Hà Nội đấy, hỏi mày có biết cái ngày 30 tháng 4 là gì không? Mà tụi nó nó không biết ngày là ngày gì không, rồi hỏi ngày 2 tháng 9 như thế nào, mà nó không biết là ngày gì nữa, nó chỉ biết ngày đó được nghỉ thôi. Mình thấy rất là nhục nhã đó, giết dần đi bọn trẻ nhà ta, nó sẽ quên lãng về lịch sử và nó không biết lịch sử đâu, và nó hiểu là bây giờ nó đang sung sướng, và nó không hiểu là nó sung sướng do đâu mà có, nó không được biết đó, lai quay lạng quạng lại nó nói được do Mỹ á nó mới sung sướng như vậy đó, đại khái là như vậy. Cái đó là một cái điều rất là nguy hiểm, và cách bàn màu nó sẽ sẵn sàng xuất hiện, anh hiểu không? Đó, anh nói đi. Cái trường Fulbright này nó là một cái trường dạy về chính trị xã Đúng rồi, hội, làm về họ đào tạo ra những cái lãnh tụ. lãnh tụ trong xã hội trong tương lai. Thì thế này này, người Mỹ đấy, anh bây giờ anh nói chưa cái chuyện giáo dục, về cái chuyện hệ thống giáo dục của người Mỹ thì mình có thêm một chút. Ông nhớ là đây là cái xã hội này á, là một xã hội thiên chúa giáo, tất cả mọi thứ dựa trên Truyền cuốn thánh. kinh thánh. Thì ở trong đó là người Mỹ họ tin tưởng, họ tin rằng là Chúa tạo ra con người dưới cái hình ảnh của Chúa. Thì là ông Mỹ ông thằng cha đó cũng vậy, bao giờ nó cũng muốn đi khai, nó là họ muốn rao giảng cái văn hóa của họ với tất cả những mọi nơi, đặc biệt là những cái nơi mà ở những cái châu Phi, những cái châu chẳng hạn như châu Phi hay là châu Á, châu thì tại vì mấy người Mỹ nó từ châu ra, nhưng mà Nhưng mà tôi nói một cách chính xác là họ chỉ lợi dụng đó thôi, họ chỉ thì lợi thế dụng. thì khi mà mình nghe thấy là ngày hôm nay họ mãn khóa được khóa đầu tiên cử nhân 120 mấy người, thì thế này này, họ đang đào tạo lãnh tụ để
lãnh tụ thì là họ gì, họ lãnh đạo cái cộng đồng. Đúng rồi. Thì đó là cái chuyện mà nó rất là khác biệt giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, cái xã hội Việt Nam với Hoa Kỳ. À, cái sự khác biệt rất là căn bản này. Tại vì cái xã hội của Hoa Kỳ đó là nó tập hợp được những cái sắc dân ở mọi nơi trên thế giới rồi đến đây. Mỗi một sắc dân nó tụ lại thành cái cộng đồng. Mỗi một cái cộng đồng nó phải tranh đấu với tất cả những cái thằng kia để nó có được những cái quyền lợi này hay là quyền lợi kia. Thành thử ra là cái sự hoạt động về xã hội chính trị của Hoa Kỳ đó nó rất là mạnh, ở trong người dân nó rất mạnh. Tại vì họ phải bảo vệ quyền lợi của họ. Những cái gì họ có được ở đây là họ đều phải tranh đấu, đặc biệt là những người dân thiểu số, chẳng hạn như người da đen hay là người da đỏ hay là người da màu. Tại vì cái quyền lợi của họ có được là tại vì họ tranh đấu với người da trắng, tại vì người da, người họ khởi đầu ra cái quốc gia này. Thì lãnh tụ cộng đồng ban đầu họ lãnh tụ một cái thành phố, một cái cộng đồng nhỏ nhỏ, sau rồi nó làm lớn lên, họ lãnh tụ cả một cái số đông để họ tranh giành quyền lợi của họ. Đó là cái xã hội của Hoa Kỳ. Còn cái xã hội Việt Nam là một cái xã hội rất thuần nhất và nó khác hẳn cái xã hội của Hoa Kỳ. Họ đang đào tạo những lãnh tụ cho cộng đồng. Thì tôi hộp thì nhà nước Việt Nam mở cửa ra, tôi nghĩ người Việt Nam cũng có thể học. Nhưng mà dùng như thế nào mình học, tại vì đó là một cái trường về chính trị, về chính trị xã hội. Thì họ đang đào tạo những lãnh tụ này. Và họ đang, dĩ nhiên họ là muốn làm thay đổi cái nếp sinh hoạt chính trị của Việt Nam. Đúng rồi. Dĩ nhiên là như vậy. Tại vì chỉ khi nào mà Việt Nam muốn thay đổi đi được á, thì nó mới thuận theo cái ý của họ, chiều hướng của chiều hướng của người Mỹ. Đúng rồi. Đấy thì cái chuyện đó là cái chuyện tham vọng của người Mỹ, và họ đã làm, tôi biết là họ đã làm từ hồi họ thực sự họ bỏ tiền ra, họ tẩy sửa cái thay đổi, họ tẩy sửa cái xã hội, cái lịch sử Hoa Kỳ là từ năm 2013, đời ông Obama. Mình đọc cái ngân sách quốc phòng để nó rõ ràng năm đó $50 triệu để đi làm nhẹ lại cái hình ảnh cho những đứa trẻ con trên đất Mỹ này. Mỗi lần nó nghĩ cái tên cái chiến tranh Việt Nam thì nó không có gằn hắt, nó không có tủi hổ, nó không xấu hổ như là đời bố mẹ nó. Thấy chưa? Thì nó đôi lúc nó còn, hỏi con dân của họ thì họ phải lo. Còn cái chuyện ở Việt Nam đây, bây giờ mà họ mở, bây giờ mình đọc bằng lòng để cho họ mở cái trường đó. Họ đang đào tạo những lãnh tụ cộng đồng, đặng đi lãnh đạo với cộng đồng, làm cái việc này việc kia, làm cái việc gì đó thì là mình đâu đã thấy rồi đó, mình đã thấy rồi đó. Thì đâu. Nhưng mà tôi có một thế này này, tôi có một điều thế này này, tôi bao giờ tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào cái người Việt Nam. Tôi nghĩ là những người học sinh, những người sinh viên trẻ 120 mấy người này ra đã học được những cái điều gì ở trong cái xã hội Hoa Kỳ, thì sẽ có những điều mình áp dụng được, nhưng mà căn bản ra có rất nhiều điều mình sẽ không được áp dụng được cái gì cả. Và cái điều và từ đó họ sẽ tìm ra cái sự hài hòa để họ sống ở trong xã hội này. Chứ mà tôi nhìn thấy cái bảng cái logo của cái khóa năm nay, đặt tên khóa năm nay, anh biết hồi hồi đó đi đi học xong á, tốt nghiệp xong đó là bây giờ bao giờ mình đặt cái khóa này là khóa thần phong, khóa này khóa kia, tên nghe rất là nổ. Lần đầu tiên tôi thấy là họ đặt một cái tên khóa không sợ hãi. Thì tại sao mình cần họ họ đặt như vậy? Thì họ đang đào tạo những người lãnh đạo, đặng đi đập phá một cái gì, đặng đi thay đổi một cái gì, đặng thay đổi đó một cái rồi. Điều gì không thì, cần sợ hãi. Nhưng mà tôi bao giờ tôi cũng tin là những người đó là sẽ có một vài người hư, họ sẽ học trong 4 năm rồi, họ học ở Fulbright, họ đã học rất là nhiều điều, họ và đến khi mà họ gia nhập vào cái cuộc sống hiện tại của cái xã hội Việt Nam thì họ biết là có những điều mình có thể áp dụng được, nhưng mà ngược lại có rất nhiều điều tuyệt đối mình không được áp dụng được. Và cái điều đó là cái điều mình phải chấp nhận này. Cũng như là thế này này, anh bỏ 4 năm rồi là anh học cử nhân là một
ở một một trường đại học nào đó, rồi ông ra, rồi ông đi làm việc, thì cái sự mà cái kiến thức của mình thu thu nhập ở trong cái trường đại học ở đó mình ra mình đi làm mà, thì thiệt ra ra mình xài là không có cái gì cả, tất cả nó tùy thuộc về mình. Chỉ có cái chuyện thế này, nào cái chuyện một cái chuyện duy nhất mà mình phải nghĩ đến là thế này, và cái người Việt Nam nó không phải như người người Mỹ. Người Việt Nam là họ đẻ ra thì đầu tiên nó là họ đã là người rồi, chứ họ không phải là nô lệ. Thành thử ra khởi đầu là từ những người nô lệ ở đất Mỹ này, họ đi đòi quyền này quyền kia, thì mới sinh ra những lãnh tụ cộng đồng từ chùa, từ nhà thờ, nhà thánh, và từ những cái làng mạc hẻo lánh. Chứ còn Việt Nam anh, người ta đẻ ra là người ta là có một con người rồi, người ta có đầy đủ cái quyền của con người. Thành thử ra đến lúc tôi nghĩ thì là nếu những người sinh viên này, một vài người sinh viên khóa không sợ hãi gì đó, sau này từ giờ thì đi ra ngoài làm việc, tôi nghĩ họ sẽ có khả năng họ làm thay đổi, họ làm tiến bộ, họ thay đổi để cho cuộc sống của họ, cuộc sống của những người xung quanh tốt hơn. Nhưng mà trong thanh bình chứ không bao giờ nó có được, có thể xảy ra trong hỗn loạn. Trong sự yên bình họ sẽ hiểu cái điều đó, và họ sẽ nhìn thấy cái điều đó, và họ sẽ phải làm như vậy. Cái điều đó là điều tôi vững tin. Họ không có thể nào mà đi đập phá như những chỗ khác được. Tại vì sao anh? Tại vì bố mẹ chú, những người lập quốc của Hoa Kỳ, ngay cả ông Fulbright đó là người Việt Nam mình, đã nói cho họ là những cái điều người Hoa Kỳ làm ở Việt Nam là sai rồi. Thành thử ra mấy đứa học trò này, vua chèo còn chẳng ra gì, quân chèo nào khác nào có khác chi thằng hề. Bố mẹ nó không làm được rồi đó, thì nó đời con của nó sẽ không có làm được cái gì cả. Tôi hoàn toàn tin tưởng với điều đó. Vâng, tôi cũng đồng cảm với anh và tôi cũng hoàn toàn tin tưởng cái điều anh nói, và tôi cảm thấy là, nhưng mà là mình muốn nói thêm một điều nữa là mình phải hiểu, tôi hiểu, anh hiểu, các là làm gì mà các lãnh đạo Việt Nam không hiểu, nhưng mà mình chỉ sợ có mình nói một cách khác là mình chỉ sợ nó tẩy trắng lịch sử. Và cái mấu chốt của vấn đề thì tôi muốn nói ra là nên giáo dục lịch sử vào bọn trẻ. Khi chúng ta hiểu được lịch sử xuyên suốt á, thì tự nhiên chúng ta yêu quê hương hơn, và không ai lật đổ được điều đó, không ai cãi lại. Anh thấy rõ ràng anh chàng Mỹ xoa dịu nỗi đau của dân chúng Mỹ để bớt nghĩ lầm lại quá khứ, thì rõ ràng nó làm dân nó được thì tại sao nó không làm dân mình được. Anh thấy rõ ràng nó rõ ràng nó chi tiền làm tuốt à, thành ra vì đó anh thấy rõ ràng vì đồng tiền mà nó xóa bỏ lịch sử luôn. Và thậm chí bây giờ ai cũng biết trên đất nước Việt Nam, ai cũng biết rằng cái chuyện mà Mỹ Lai là do ai, là ai làm biết, nhưng mà một vài năm nữa nếu chúng ta không đề phòng quá thì sẽ nói ô mẹ nó vô đốt rơm nó bị lựu đạn nổ nó chết, tao đâu có làm gì đâu, rồi thế rồi quá bình thường. Và anh mới hiểu một điều này, khi nó nói dối hoài điều đó thì người lớn nhỏ, bởi họ sinh viên học sinh nó mới mà mười mấy 20 tuổi thì nó giống như tờ giấy trắng và nó tin đó là thật. Nó nói đầy rồi bắt ông nó quen rồi Sơn Tịnh Mỹ Lai gì đó tại mấy ông đốt lựu đạn chứ ai bắn đồ được, thấy không, nó rất là như vậy, đó là một sự rất là nguy hiểm đó, nó thẳng là như vậy. Mà mình lo thì mình cảnh giác mà nói vậy thôi, chứ bọn trẻ tôi nghĩ là không đến nỗi nào. Và cách là đầu bài tôi nói là cái strand mà được dễ cái lá cờ lên nóc nhà, anh thấy là hầu như ai cũng biết cả và ai cũng thấy làm tự hào. Tôi nghĩ là nói thì nói cho nó mình đóng kiểu như mình lo xa già rồi ra mình ngồi mình nghĩ lo xa, chứ thực chất không đến nỗi nào đâu. Nhưng mà cái chuyện đó nó đã hiện hữu và nó đã thấy nó có vẻ nhon nhen rồi đó, đại khái mà nó nhóm nhóm rồi đó, đại khái vậy Để nói nghe nè, rồi. mình giao lưu với người Mỹ, có những điều tốt nó xảy ra cho cái cho Việt Nam, cũng cũng cùng như vậy, có những điều xấu xã hội Đúng mà rồi, đúng nó rồi. đi vô, mà như người Việt kiều mình, trong người đi vô thì ông mỗi cái thì những cái chuyện mà bạo loạn hay là chuyện này chuyện kia, chuyện mà tệ nạn xã hội mà nó sản xuất ở bên Mỹ thì nó về Việt Nam,
thì thiệt đó, cái điều đó là điều mình phải chấp nhận này, và mình chỉ biết là chấp nhận rồi mình kiểm soát nó, dự mình để cho quá giải nó ấy. mình hóa giải nó, rồi mình thằng trai Việt Nam nó được rồi đó này. Thằng trai Việt Nam bất cứ một cái nền văn hóa nào mà nó đi đến Việt Nam mà, thì mình sẽ dùng nó. Mình cũng có kiểu có là mình đã có một thời gian mình bế quan tỏa cảng, mình đóng cửa rồi, nhưng mà đến bây giờ đó này, hồi đó mình đóng cửa mình không dám giao thiệp với ai nữa, tại vì dân mình yếu, Đúng rồi, chính phủ bởi nhà nước phía mình nó yếu. bởi cái câu nói mà tôi nói cho anh nghe bây giờ thì mình mới lục lại, cũng giống y chang như tôi nhắc lại một cái lời mà tôi đọc, mà hầu như từ xưa giờ mình đọc Bác Hồ nói một câu như vậy, mà bây giờ mình nghĩ mình cũng thấy thấm. Giặc dù mạnh cỡ nào dân ta cũng không sợ cả, không cỡ sợ bôn nguyên tôi không sợ, nhưng Bác Hồ sợ nhất là cái giặc dốt. Cái giặc dốt, chính cái giặc dốt chính mình nó mới làm cái xã hội băng hồi Việt Nam mình nó te tôi như kiểu đó, bởi dốt mà không biết chữ mà dốt, mà cho nên vì đó thật sự là phải nói với câu bây giờ càng ngày mình lớn tuổi rồi ngồi mình nghĩ đi nghĩ lại mình thấy thấm rõ ràng. Nhưng mà chính bây giờ vẫn còn những kẻ nghi dốt như thường, dốt như thường. Thì anh ơi, xã hội 100 triệu người, để mình quay trở lại nói thêm về cái chuyện mà lịch sử tí nhá, thì biết là sau sau chiến tranh mà dân mình rất là khổ, tôi nghĩ là cái nhà nước nhiều khi họ cũng muốn làm phiền người dân, họ để cho người dân tự do đặng đi lo làm ăn, đi hàn gắn cái cuộc đời, xây dựng cái này xây dựng cái kia. Hơn 100 năm nay mình nghèo khó, mình đi đánh nhau tha hết hết thằng này đến nó thằng kia đến, thành thử ra nhà nước họ rất là, tôi nghĩ là nhà nước họ để cho dân mình rất là rộng rãi, Đúng rồi. họ không có bắt cái gì cả. Ngay vấn đề giản dị nhất là cái lịch sử là họ cũng không có chèn, họ không có nhắc nhở gì đến nó, chẳng gì đặng đặng cái đầu của những cái đứa trẻ con nó không có phải bị băn khoăn về cái quá khứ nữa. Nó quên đi đặng nó xây dựng cuộc đời của nó bây giờ và trong tương lai đó. Tôi nghĩ đó lý do tại sao mà cái môn sử ở Việt Nam mình cứ Quan vẫn cứ trọng. được coi nặng, không không có quan trọng, là tại vì tôi nghĩ nhà nước họ họ không có muốn, họ muốn đè lên cái đầu của cái người dân mình những cái hình ảnh mặc rất là anh hùng nhưng mà rất là đau thương trong quá khứ này. Đấy là mình, ý là mình nói là như vậy. Cái chuyện thứ nhì này, tôi nghĩ là Việt Nam cái văn hóa này khi mà của người Mỹ, anh phải biết là cái nền văn hóa của Hoa Kỳ là một nền văn hóa nó rất là mạnh. Tôi nghĩ là cái nền kinh tế của nó, quân sự của nó của người Mỹ mạnh như thế nào thì cái văn hóa Hoa Kỳ nó còn mạnh hơn là cái sức mạnh của kinh tế và của quân sự của Hoa Kỳ. Năm 1998 tôi về Việt Nam anh, rất là khó để mà nhìn thấy bảng hiệu mà có chữ chữ Mỹ, rất khó, toàn là chữ Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đây, hiện tại bây giờ mình đi về Việt Nam, từ dọc con đường Việt Nam đi đâu mình cũng thấy những bảng hiệu, những cái slogan và những cái khẩu hiệu và viết bằng tiếng Mỹ. Thì mình bằng như vậy mà không phải là trên thành phố đâu nhưng mà ở tất cả mọi nơi, thành thử ra mình biết là cái văn hóa của Hoa Kỳ nó xâm nhập rất là mạnh. Thì cái văn hóa nó có hai cái, một là cái đặc tính tốt của nó và nó cũng có cái đặc tính xấu của nó. Mình chơi với họ mình phải chịu mình, nhưng mà đường cái là bây giờ đây cái Việt Nam mình hiện tại bây giờ nó là một, mình mở cửa ra mình, nhưng mà khi mà mình mở cửa ra đó thì mình không phải là một thằng yếu này, mình nhưng mà mình khi mình mở cửa của cái Việt Nam ra để đón tiếp những người bạn đến đó, thì mình mở cửa bằng cái sự hãnh diện và mạnh mạnh khỏe. Thành thử ra những cái nền văn hóa đó đó, khi mà mình mạnh, mình được lãnh đạo đàng hoàng như là mình đang được lãnh đạo bây giờ, thì những cái nền văn hóa À, là mình sẽ mạnh. tôi bỏ túc anh tôi bỏ túc đồng ý, tôi đồng ý anh cái điều đó, có nghĩa là khi chúng ta mở cửa chúng ta chấp Nó rất mạnh. nhận hấp thu những nền văn minh và những cái gì mình chưa biết, nhưng mà có một cái điều quan trọng là nhưng mình phải biết lựa lọc đó, cái đấy rồi mà là quan trọng, anh hiểu không? Mình biết cái ý đồ thâm ý của họ như thế nào, mình phải lựa lọc ra ràng buộc ra, nhưng mà cái đó là
phải có một cái chương trình để lừa đọc ra, chắc không phải du nhập vào những cái anh thấy rõ ràng nó có những cái mà mình bức xúc mà mình không muốn nói lên, hoặc là đây là cái trào lưu của xã hội. Chà, anh biết rõ ràng trước năm ngoài những năm 75 mình nói một cách nhỏ thôi, anh thời kỳ du đảng tôi cũng có, anh cũng có cái phong trào hippie, anh cũng có, tôi cũng có, nhưng mà cái phong trào xăm mình chỉ có mấy cái thằng ăn chơi chém bướng mình là xăm thôi, anh đồng ý tôi nói không? Nhưng bây giờ là xăm mình nó đang mình tràn ra, nó không có biết mỗi gái tay làm tá lão mình, nhưng nó, người ta đâu có hiểu được cái tác hại của đâu. Bây giờ tôi nói cho anh nghe, tôi có một công ty hoặc là anh có một công ty, anh bây giờ anh là trưởng phòng thu nhận nhân viên đi, tự nhiên có một thằng vô bận đồ đàng hoàng, áo sơ mi chạch chạch đàng hoàng xong, nhưng mà tay chân mặt mũi nó xăm kín rồi, rồi bây giờ anh nó làm nộp đơn nó xin việc làm, anh chấp nhận không? Theo cái thiện cảm của anh đó, mặc dù nó trình ra nó là tiến sĩ nhưng mà anh dám nhận không? Nó phá hủy cả một cái tương lai của nó mà nó không biết. Anh nói chuyện Em mà đụng ra nói ra nó kêu cái này là nghệ thuật mà ông không biết, con mẹ gì ông già rồi ông gì nó chửi mình nữa chứ, đậu lấy cười nữa chứ đậu theo. Tại vì đó mình mới thấy cái điều này, văn hóa là văn hóa, nhưng mà cái nào lợi cho mình, lợi cho nước đất nước mình và nó phát huy được cái gì đó mà tốt đẹp thì ok. Nó có tính cách là tích cực tiêu cực đừng vô, tiêu cực đi ra ngoài chơi, tích cực thì vô, ok. Tôi chỉ muốn khuyên vậy thôi, và tôi cảm thấy là tôi hy vọng là cái những cái chuyện mà trong tương lai, có nghĩa là những mình dồn kỹ là Myanmar, là Bangladesh, rồi như là Hồng Kông, Thái Lan, Đài Loan, là cái những cái hầm bà làm sân khấu mà hiện giờ đang y xèo trên thế giới không được yên bình giống như Việt Nam mình, thì đừng, ê tụi bay đừng đi vô, để tao yên, để sáng ngày tao cũng được tô phở, rồi tao với ông Phượng về, tao với ông đi du lịch ok rồi, đừng làm lớn chuyện nữa đó, tao chỉ mong ước như vậy thôi. Và cái điều đó cũng mong muốn nhờ cái giới trẻ và những cái nhà nước mình được có những cái chủ trương đường lối thực sự là đúng đắn, để cho nói một cách khác là truyền bá cái tư tưởng và cái lịch sử của Việt Nam mình không bao giờ để quên. Đó là một cái đời, một cái lối mà coi như là truyền cái tinh thần yêu nước cho các bọn trẻ. Bởi vì con nít hoặc là người học sinh, sinh viên mà nó quên lịch sử thì hầu như nó không bao giờ yêu nước cả. Nó rõ ràng nó chẳng chữ đâu, nó giống như anh nói, nó tẩy trắng thì nó tẩy trắng thì làm con mẹ gì đâu mà yêu nước, nó có gì đâu. Và thậm chí nhiều khi nó còn suy nghĩ trộm đất nước Việt Nam mình còn giờ nhờ Mỹ đó, nhờ Mỹ đó, là cái vậy. Nó đâu có biết là tất ông cha ta, tất cả mọi người đều nỗ lực đủ thứ chuyện trên đời mới được như ngày hôm nay, rõ ràng. Ok, anh nói đi. Tôi nghĩ là người Việt Nam mình đó thì quay thì nó dễ dàng vậy, tính tình thì quá nó dễ dàng như vậy, thì tuy nhiên mà đông người mà có người này người kia, nhưng mà tôi thì bao giờ cũng vẫn tin là thứ nhất là những người người Mỹ họ sẽ không bao giờ họ dám mà còn có thể làm được bất cứ cái điều gì với Việt Nam đâu, tại vì Việt Nam bây giờ mình chỉ nói giữa Việt Nam với Mỹ thôi này, Việt Nam cư xử với người Mỹ ấy, mặc dù họ, người Mỹ đã làm rất nhiều điều không không đúng với Việt Nam, nhưng mà đến sau khi mà thiết lập lại邦交rồi thì Việt Nam cư xử với người Mỹ ấy, bao giờ cũng như là một vắt nước đầy, bao giờ cũng như vậy. Và anh biết người Mỹ mà, cái văn hóa của họ coi vậy chứ nó cũng rất là mạnh dạn. Và nhưng mà bây giờ đây mình thấy tức là họ sẽ không có làm, sẽ không, họ không muốn, họ không thể, họ không có làm bất cứ được cái điều gì với Việt Nam, tại vì mình cư xử họ rất là tốt, rất là ngang hàng và bình đẳng. Thì còn còn những cái đứa trẻ, những đứa mà nhỏ nhỏ, đứa con trẻ con mới lớn này này rồi được huấn luyện bởi người Mỹ rồi để làm gì, thì tôi nghĩ là nhà nước Việt Nam, cái xã hội Việt Nam sẽ biến họ thành những cái gì mà có ích cho cái xã hội Việt Nam, chứ không phải là biến họ để họ trở thành những con người phản động, họ không có chấp nhận như vậy, Cái cái đó xã hội là không chấp nhận vậy. mình hy vọng như vậy thôi, nhưng mà thực chất Dĩ á, nhiên rồi, cái thâm ý của họ đó dĩ đâu, nhiên mình đâu rồi, có biết được, mình đúng đâu có rồi, biết được á. đúng,  ││ ││ ││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 
nó khó vậy. Thành ra mình ngăn ngừa trước vẫn tốt hơn. Đúng rồi. Thì thôi thì tôi với anh hôm nay làm cái live này, mình nói một cái lời nói giống như là mình đã cảnh báo trước để cái chuyện nó không nên xảy ra, nó hẳn như vậy. Bởi vì mình rất là buồn là khi mình lớp mình mà mất rồi đó, cái lớp trẻ nó chẳng biết gì ông cha ta nó cả, và nó cũng không hiểu là tại làm sao nó sung sướng được như vậy. Mình rất là mình chỉ cần là như vậy thôi. Thì ok, cái chuyện đó mình cũng nói sơ sơ vậy thôi, chứ mình nói thẳng với anh thì nó vẫn còn nhiều cái vấn đề phải cần phải nói là thôi, cái chuyện để cho mấy ông nhà lớn, mấy ông nước nhà nước mình lo, mình không có cần lo, nói thẳng là như vậy. Còn vui được ngày nào thì chúng ta nè, rồi xong bây giờ nói chuyện với anh với tôi nè, anh về thì anh rong ruổi những con đường mà anh chưa đi, bởi vì cái thời gian của mình nó còn ngắn lắm, nó đâu còn dài, cho vì chỗ đó thành ra càng đi còn đi được lúc nào thì đi. Tôi hy vọng là chúng ta gặp nhau trên quê hương, rồi anh dắt tôi đi, tôi dắt anh đi. Ê, nhưng mà không có, hai đứa mình chưa có chống gậy, đừng có lo. còn đi được từ Nam ra Để tới mãi Bắc. nghe hoài. Ok Anh rồi. sao không bao giờ nhìn thấy chống gậy? Ừ Tôi mà chống gậy là tôi không đi đâu hết. Tôi nói của bảo đâu lắm rồi, thì kỳ trước mà tôi bị đau cái thế lưng của hả? tôi á, tôi nói mà anh mà đã chống gậy rồi anh không có điều đó, không ai nhìn thấy anh. Tôi nói là thành thử ra, nhưng mà được là tốt này. Tôi sao tôi đau cái gì, tôi đau anh chân tay tôi đổi xương khỏi giò mà Rồi ok, tôi tôi cũng giống như anh vậy, tay chân nó còn còn gơ, sáng sáng ra cũng còn búa quyền là đi gái cái rồi. Nói như vậy thì mình hiểu rằng ngay tôi nói anh hoài à, ngay tại thời điểm này mình mới cảm thấy mình thương đất nước mình nhiều hơn, là bởi vì anh thấy rõ ràng không, mình tự hào là mình là người Việt Nam, bởi vì mình nhìn đâu mình cũng thấy bất ổn, mình nhìn đâu mình cũng thấy ghê gớm quá, nhìn đâu cũng có sự xáo trộn, nhìn đâu cũng có sự, có thằng Hải nói tôi coi bố có biết tại làm sao mà Myanmar rồi Bangladesh rồi Ấn Độ hoặc là những cái nước mà nó đang sinh viên làm được, bởi vì người ta đói Đúng ngộ. Nhưng ngược lại cái đất nước Việt Nam mình nó hay ở rồi. chỗ là người ta không thể đói được, đúng quá, người ta không thể đói được, Đúng mà không đói được là do đâu, rồi. là bởi vì do nhà nước đã biết trước cái điều đó rồi. Đó Bởi vậy cho nên tất đó. cả những cái chuyện gì, những cái mặt hàng mà thuộc dạng nông sản là nhà nước hoàn toàn miễn thuế, anh hiểu không? Rồi đã già đã vậy còn miễn thuế, còn phải làm giúp đỡ phân bón, nói chung là hầu như tất cả thì người dân không thể nào đói được, bởi vì đâu có Đúng đói được đâu, mà đã không không đói thì làm không 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 có làm được. không không làm Hãy nói không được. thằng nói hãy nói mà tôi ngồi tôi cười, tôi nói đúng rồi. Bởi vì ok thì hôm nay gặp anh rồi, anh cũng rồi đi ngủ thì cũng anh tóm tắt một vài điều về rồi, anh muốn nói gì nữa không? Năm nay cái năm nay là năm 2024 này, chuyện gì cũng là 60 năm, 60 năm ngày Việt Bắc Bộ, 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tức là từ cái lúc mà mình đuổi được người Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 cho đến khi mà thì đó còn đường 10, trong vòng 10 năm từ năm 54 đến năm 64 đấy, tức là mình có đánh nhau mà không đánh nhau lớn, đến khi chỉ được 10 năm sau thì người Mỹ họ đổ quân vào, sự kiện miền Bắc Bộ bom đạn trải dài trên cả hai miền này. Đúng rồi. Không mà tôi nói nghe là bây giờ nói chuyện mà thả bom, mà bắt thả bom đâu có ăn thua gì anh, bom mà bắt thả mà họ chỉ có thả tại vì bom mà bắt đó, tức là nó bay từ đâu anh, nó bay Mà từ 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 Thái từ Lan từ hạm nó bay đội từ 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 hạm đội, mà cái hạm đội thì coi vậy chứ bom nó đâu có chở được nhiều, cái bom mà nó xài nhiều ở trong bị Việt ra Nam từ con bắt sông đầu từ Đông Quảng Hải Trị, vào, từ Quảng đúng Trị rồi, chạy từ Quảng vô, Trị cái số lượng bom đạn mà người Mỹ dùng ở trong Việt Nam, số lượng chất độc hóa học bom mìn chỗ nổ họ dùng rất là tàn nhẫn ở trên Việt Nam tàn này. nhẫn, đúng rồi. Cái bây giờ cái chiến tranh nó sẽ nó qua rồi thì mình mới hiểu như là khi mà mình tha thứ cho người Mỹ thì không phải là thì mình hèn yếu ấy, nhưng mà con người của mình, cũng tôi nghĩ là những người Việt Nam của mình, tại vì mình đã đáp quá nhiều cái quân xâm lược nó đến Việt Nam và mình đã cư xử với họ, chứ mình có rất nhiều kinh nghiệm là mình cư xử với các quân xâm lược, tức là mình hiểu cái sự điên cuồng của những cái đám quân viễn chinh khi muốn đi xâm lược, cái tinh thần viễn chinh, nhưng mà được một cái là cái người Việt Nam mình anh có rất nhiều trí tuệ, có rất nhiều lòng can đảm dũng cảm, để chi thứ nhất là mình có trí tuệ để mình hiểu cái lòng tham của nó, thứ hai và can đảm là mình tha thứ cho nó, mình xòe tay chìa chìa cái tay mình ra, mình bắt tay với nó anh. Tôi đến đến bây giờ này,
Đến bây giờ chưa hề tôi nghe một thằng cha mà viên chức của Hoa Kỳ cao cấp là trung bình mà nói được, nói một cái lời mà vô phép với Việt Nam. Đến bây giờ này, đặc biệt là những cựu quân nhân Hoa Kỳ, vỗ tay tôi đến bây giờ chưa hề nghe bất cứ một cái thằng nào, từ thằng nhỏ, từ người nhỏ đến người lớn, mà nói một câu vô phép về Việt Nam, về quân đội nhân dân Việt Nam, về cái chính phủ Việt Nam và với cái người dân Việt Nam. Và thưa anh, có được cái điều đó không phải là cái tự nhiên này, có được cái điều đó là tại vì cái người Việt Nam căn bản trong cái nội tại của mình là một dân rất là đặc biệt, và đặc biệt hơn nữa anh là mình có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam rất là thông minh, rất là đoàn kết và rất là chặt chẽ và Cái đặc biệt câu rất là giỏi. đó, cái có một Được câu mà hình nhờ như cái đó này tôi anh, thế nhớ bây như giờ là mình mới mạnh mẽ như thế này. Khi mà mình mạnh mẽ, mình khỏe mạnh, mình giàu có, mình khỏe mạnh như vậy, không ai đói cả, mình mở cửa ra thằng nào vô mình cũng tiếp đón một cách đàng hoàng, chứ mình không phải là mình đi làm cái việc này việc kia, nó không có khinh bỉ mình. cái Thành thứ câu ra cái câu đó hình như là của ai mà tôi nhớ hình như Hưng Đạo Vương hay là của ai là kêu bằng là lấy đại nghĩa thắng hung tàn, anh thấy không? À, thì cái đó là cũng qua một cái quá trình mà các bác lãnh đạo nhà ta ngày xưa thì mình tưởng tượng cái điều đó là mình yếu, nhưng mà thực chất không yếu. Không yếu là bởi vì sao? Cái mà cái đám tang của bác Trọng nó chứng tỏ hết rồi, nó thể hiện hết rồi, mình thấy rõ ràng. Cái đó là mình phải nói một cái đó, đó là một cái sức mạnh mềm mà hầu như tất cả ai cũng phải đều kính nể. À, trong đó có những cái thành tử mà mình cảm thấy là mình nghĩ là chưa bao giờ họ quy phục mình, họ ghét mình hoặc là họ thù mình, nhưng không, họ vẫn cúi đầu. Bằng chứng là Tập Cận Bình còn cúi đầu mà, đó đang thấy chưa? anh biết ông Tập Cận Bình ông cúi đầu khi ở ở trong tòa đại sứ Việt Nam Bắc Kinh, anh ông cúi lần 3 lần này, Đó là cái chuyện lần cúi đầu ngoại lệ đó anh, ngoại lệ đó. mà anh mà tòa đại sứ Việt Nam ở trên Hoa Thịnh Đốn, anh cố vấn an ninh của tổng thống Hoa Kỳ Jack Sullivan đến nó cũng thắp hương, ông ngoại ngoại trưởng Hoa Kỳ đến tận tư gia của ông Nguyễn Phú Trọng thắp hương rồi đến mà vái, chưa hề xảy ra trong tiền lệ của cái nền ngoại giao Hoa Kỳ. Thành thử ra mấy cái thằng lắp đặt như thế này, nó nói tầm bậy tầm bạ các chuyện, đó là chuyện của nó, nhưng mà ở tầng lớp cao cấp trên một nước thượng đỉnh của nước Hoa Kỳ, họ rất là kính trọng Việt Nam này, họ rất là kính trọng Việt Nam. Hiện còn những chuyện nó lặt vặt, thằng này nó nói này cái kia, thằng VOA nói này cái kia, mấy đứa ở Fulbright nó làm chuyện này chuyện kia với tôi đây, đó là những cái như là chuyện nhân dân tự vệ bắn chó, chuyện xe cắn chó Việt Nam Chuyện anh nói rồi, chuyện kiến giấy kiến gián để cho chuyện bọn xe nhỏ cắn nó chó xử, để bọn chuyện xe nhỏ nó cắn trả chó đũa, chuyện mình xe không cần cắn phải chó quan tâm. đúng rồi Anh Phượng lâu quá không có chữ thề cũng nhớ nhớ ông thôi ông chửi được đó, ông tắt đi rồi ông chửi, ông tắt chửi là tôi tắt làm sao chửi được. nghe thôi, ông chửi Ê tôi nghe tụi rồi đừng bay, cho mấy người ê ê tụi nghe. bay, đừng đừng tưởng bở nha, cách mạng màu tao nghĩ không bao giờ nó có mặt ở tại Việt Nam đâu, đủ má tụi bay. Ok, thôi được rồi, để anh ngủ, để chuẩn bị hành lý, chuẩn bị dọn Việt Nam nha. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người. Rồi. Ok.